Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như là cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất đó là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Có thể nói rằng là hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Tuy nhiên bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu, chỉ cần họ biết tiết chế thì ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 12 âm lịch được quý nhân tương trợ cho nên trong thời điểm này tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ che chở rất nhiều. Vận may của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Bước sang tháng 12 âm lịch, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục ý chí của các gia chủ tuổi Tuất khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Vì thế dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào cách giải quyết vấn đề. Sự nghiệp của người tuổi Tuất có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm này, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh khắc phục khó khăn và thậm chí là mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến cho mọi người đều thán phục. Để tiếp tục cải thiện vận may này trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay là xui hơn đó là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ bởi vì bạn có thể hoàn toàn rơi vào cảnh cháy túi. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác đó là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Tuất nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua chạy nước rút vào tháng cuối năm. Các gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể tác dụng tốt nhất đối với quý gia chủ thì thầy Gia Cát đã khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dự đoán về tình duyên của tuổi Tuất trong tháng 12 năm 2021 âm lịch cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đấy cũng là cơ hội tốt để gia chủ tuổi Tuất đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu họp nhóm. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Vận thế của người tuổi Giáp Tuất có những bước phát triển tích cực trong tháng 12 năm 2021, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập nghiên cứu. Những người đang còn đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo, giúp tăng cường hiểu biết. Về chuyện tình cảm tháng này, bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Bạn hãy cố gắng bình tĩnh giải quyết các vấn đề bạn nhé.
tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Nhâm Tuất không mấy tốt đẹp, dễ xảy ra xung đột và mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình. Học cách lắng nghe ý kiến của người trên và tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên, làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người độc thân có thể đón được nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm, tuy nhiên cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Người tuổi Nhâm Tuất trong nửa cuối năm 2021 tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, đối với các gia chủ tuổi Canh Tuất, trong tháng này thì nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, Bình Địa Mộc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Tuất sẽ cần phải cẩn trọng trong đường công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần phải chú trọng hơn, cần để ý các mối quan hệ xung quanh mình, tránh xung đột, mâu thuẫn, có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn hết đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình hơn, đừng lo chuyện bao đồng, dù làm gì cũng nên thận trọng. Từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn và thậm chí là khiến bạn vướng vào những rắc rối phiền phức không đáng có. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp và Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại anh chị, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 âm lịch năm 2021 của các gia chủ tuổi Tuất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất trong tháng 12 âm lịch, và chắc hẳn là quý vị đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Và qua những gì mà chúng tôi chia sẻ trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị hãy áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh ngày càng tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi, kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Trước khi rời đi thì quý vị cũng đừng quên nhấn nút like video này, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể là người đầu tiên nhận được thông báo mới nhất từ kênh mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.